Buffet lẩu nướng giá 159.000 mà hơn 80 món, có nguyên con mực khổng lồ để cho bạn lấy thoải mái. Vậy chất lượng ở đây sẽ ra sao? Hãy cùng mình khám phá nha. Điểm khác biệt đầu tiên ở quán buffet này so với các chỗ khác là có nguyên con mực khổng lồ luôn. Muốn ăn bấy nhiêu thì anh đầu bếp sẽ cắt ngay tại chỗ cho bạn. Sau đó sẽ chan nước sốt và đem ra nướng thôi. Cái con mực này ăn dai giòn sừng sực rất là ngon, chấm cùng với một miếng mướn xanh nữa thì phải nói là hoàn hảo. Tiếp theo mình sẽ đến với quầy hải sản. Trong đây có các loại hào hay là trứng hào, hồ vịt lộn nướng muối ớt, tôm và các loại ốc. Đồ nướng thì đa dạng vô cùng, từ những món quen thuộc như là thịt bò, ba chỉ heo, cánh gà, mực bạch tuộc hay là vú heo vân vân. Bên cạnh đó thì cũng có vài món mới lạ như là thịt nhím, thịt nai. Ngoài nướng thì cũng có lẩu đang cùng mà không tốn thêm phí. Tấm bên ăn kèm thì có nhiều loại rau, mực, nghêu, cá viên chiên hay là cá điêu hồng và thịt bò. Ngoài bữa chính thì món khai vị cũng không thua kém, khi mà có đến rất nhiều loại ốc, có tôm, mì xào bò, cơm, càng ghẹ gan me. Về các món tráng miệng thì nó sẽ theo mùa, hôm mình đi cũng khá là nhiều. Nước sốt chấm cùng thì có 5-6 loại để cho bạn lựa chọn. Cái điểm trừ duy nhất của quán này là hơi xa nhà mình, tuy nhiên những bạn nhà gần đây sẽ cảm thấy rất là mê. Giá buffet này thì không tính thuế nhưng mà chưa bao gồm tiền nước, và đây là cái quán buffet mình thấy cũng đáng cho bạn lùi danh sách nha.